khách tới mua xe bên Trần Anh, đưa tới chi nhánh mới, có mấy mẫu xe cũng mới về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Trước tiên là mẫu Kia nè, 2010, mẫu này sáng Trần Anh đăng nè, nó từ chi nhánh kêu để trên đây cho nó thoải mái cô chú anh chị nha. Đây là phong giấy em kia, khách đang coi xe, khách đắc nông coi 4 năm cái chi nhánh bên Trần Anh rồi đó. Đó, xì bót đẹp. Cái này chạy đâu đó lên quanh 5 lít thôi. Đẹp không bà con? Gia đình gốc nồi không có dịch vụ nha các bà con nha. Tấp bi tấp lô đẹp, keo chỉ rin hết. Em này máy rin số rin 2010. Mâm nguyên bản của dòng Kia. Màu xanh. Màu xanh là mạng mộc. Cô chú chị là mạng mộc hợp với màu xanh nha bà con. 72 Vũng Tàu, 35285. Ký rút hồ sơ được. Địa chỉ nè, 817 Trần Phú, thành phố Bảo Lộc. Được chưa? Quá đẹp, quá rẻ cho một cuộc tình. Nè cô chú anh chị, mấy nay làm nhiều quá, nhiều anh em kết hợp làm nhiều khi Trần Anh cũng mệt đó, cực kỳ là mệt luôn. Cao Ba vừa mới về, Cao Ba xíu nữa Trần Anh đăng clip. Còn Fortuner thì bà con có bác biết là cái gì? Đời 2010 nè. Đó, đi vô đây một vòng cái còn được chắc ít xe nữa. Đây nè, xe đẹp là xe này ở 49, xe chủ nhà đi kỹ nha. Em này máy rin số rin Trần Anh, đợt trước Trần Anh giảm giá cho bà con không mua. 400, đợt trước bán có 420 triệu. Đây nè, 2010 không tìm được mẫu này đâu. Bây giờ kể cả cô chú anh chị cầm 420 triệu, cô chú anh chị sẽ không mua được cái mẫu xe gia đình máy rin số rin như vậy đâu. Đó là Trần Anh nói một câu chân thành nha. Chứ bà con đi mua xe bà con không rành là dễ bị thuốc. Đó là Trần Anh báo luôn. Tới bên Trần Anh gọi thợ tới coi xe rõ ràng chi tiết vào. Được chưa cô chú anh chị? 2010. Đó, ok không? Em này ghi Sento bên Trần Anh cọc sáng, khách của bên em tới cọc rồi nè. Đó, cọc 20 triệu rồi. Xe này bán rẻ bà con không mua, cũng khách người ta mua. Phong đẹp không cô chú anh chị? Đó, mẫu Kia Sento hàng nhập khẩu nha. Hàng đẹp, Innova hàng G. Hàng G năm 2009. Đây là Innova hàng G. Phong chuẩn giá là trước giá cao bên em, xe đẹp em lấy giá cao lắm nha cô chú anh chị. Em là giá 300 bớt 10 290, mua nữa kịch giá cô chú anh chị 285 hết giá. Đây nè, Phong này Phong mới nè. Phong mới đẹp không? Nè, ghế là ghế da xịn theo xe nè, ghế da xịn theo xe. Tắp lô tắp bi liền lẹt nha. Đó, vô lăng rin nè, anh chị đẹp không? Số nè, số rin nè. Em này bấy số rin 100%. Mẫu này đừng hỏi cho anh có dịch vụ taxi, xe dịch vụ mà có được vậy không? Cái tắp bi được gì không? Hai keo nè, hệ thống keo chỉ rin 100% nè. Đó là hàng đẹp, cực chuẩn nha. Được chưa cô chú anh chị? Đó là ghế da xịn sò theo xe luôn. Phía trong nè, hai chỗ ngồi nữa nè. Trần của em đó là nguyên bản, của em là trần trần nỉ tắp bi nè, bốn cánh cửa tắp bi, anh chị có những cái vân gai nè. Đó, xe dịch vụ có đẹp như vậy không ạ? À? Hệ thống keo chỉ rin 100%. Đó là phong dáng của em Innova 2009. Máy móc em này thì đài chất rồi. Đó, sau này cô chú anh chị tới đây giao dịch ở đây cũng được, Trần Anh sẽ có ghế nè, ghế lông nè, đẹp không? Sạch sẽ, thơm tho, mịn màng, trắng trẻo nha. Phục vụ cô chú anh chị hết mình luôn. Đó vậy thôi. Đó, còn cái xe Cao Ba này cũng vừa mới thu. Cao Ba này cho ta lên body kit. Kia Cao Ba. Nè cô chú anh chị, số tự động nè. Em này vô lăng tích hợp đầy đủ tính năng nha cô chú anh chị. Cân bằng điện tử nè, ABS nè, số tự động. Hàng đẹp lắm, ghế là ghế da theo xe. Sạch sẽ. Đồ đạc thì dễ thay dễ sửa. Nè chủ nhà lên đồ chơi cái mâm thể thao, mâm lớn nè. Đó bà con thấy sao? Được chưa? Chuẩn xác chưa? Đó vậy thôi. Ngoài trời thì nắng như thiêu như đốt. Cô chú anh chị ạ. À? Sao rồi quyết định chưa? Con xe kia hay là xe này? À, nhưng mà nếu anh chị nghe em, là mình mua bán cái gì mình phải có tư vấn cho khách. Xe anh chị muốn em, anh chị lấy cái mẫu này, thứ nhất là nhỏ gọn, thứ hai là tiết kiệm nhiên liệu. Nhà anh chị ít người, chị có thể lấy mẫu này. Con kia cứ phải nằm lăn quanh tầm
9 lít. Con này bao cô chú anh chị quay đầu 5 lít. Thì đó, lấy cái mẫu này đi thì ok rồi. Với lại anh biết không, cái đời này là cái đời keo, đăng ký 1 năm, đời kia đăng ký có 6 tháng à. Anh thấy không? Mà cái này đi, em bao anh chị đi 1-2 ngàn cây bình thường, nằm đường 1 đổi 1. Anh chị tới đây anh chị biết salon của tụi em rồi chị. Không bao giờ bán con xe hơn trăm mà tào lai với khách đâu. Báo giá chuẩn, máy móc bao cho anh chị chạy luôn, bao quay đầu luôn, hồ sơ ký rút được đầy đủ hết á. Chạy thử dòng đi, lên thử dòng trải nghiệm cái cảm giác nó mới sung sướng, chứ còn mình ngồi mình nói mình không kiểm tra cái dàn routine, dàn a mọt nó thì không cảm giác. Leo lên đạp thử một vòng ưng là làm việc ok không? Họ mua bán mình cứ phải rõ ràng như vậy bà con, cho khách chạy thử xe các kiểu con là điệu đi. Thôi Trần Anh review tới đây thôi nha cô chú anh chị nha. Đó, bà con có bác nào đam mê mẫu nào thì alo cho Trần Anh Auto.